thấy cái dáng ngồi thôi là thấy cao ráo đẹp trai phong độ rồi ha. Mời anh chàng số 1. Xin chào mọi người ạ, mình là Mai Văn Cường, năm nay mình 20 tuổi, hiện tại mình đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình là nhạc sĩ, đa số những ca khúc mình viết đều mang âm sắc buồn. Mình đến với chương trình để tìm lại một bạn nữ để có thể làm mới những ca khúc của mình hơn, mang màu sắc tươi mới hơn ạ. Nói nghe nè, nhạc sĩ mà sao chạy tambo dữ vậy trời. Mà nhạc buồn hả em? Dạ. Em hát thử một đoạn nào sáng tác của em, một câu cho anh nghe thử được không? Dạ rồi ạ. Dù là nắng hay mưa thì anh cũng chẳng thể đến bên em dù chưa. Anh vẫn thế, vẫn hát, vẫn viết cho em tình ca. Dạ rồi. Có gì lát nữa chúng ta liên lạc với nhau riêng nha em. Anh cũng đang cần tìm nhạc sĩ lắm đây. Dạ. Cái số này thì anh Vinh cũng đi tìm tụi em luôn đó. Là chắc tìm được số 1 rồi hả Vinh ha? Dạ, số 1 tìm nhạc người sĩ. Sáng tác. Mời bạn số 2. Xin chào mọi người, mình là Hải Ninh. Năm nay mình 22 tuổi và hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Ngoài ra mình có đam mê nghệ thuật cho nên mình có đi diễn viên và đóng quảng cáo. Sở thích của mình là xem phim, nghe nhạc và đá banh. Hiện tại thì mình hay đi xem phim một mình. Kết thúc chương trình này mình mong có thể tìm được một bạn nữ đi xem phim cùng mình. Rụt rè, dễ thương. Xin mời bạn số 3. Xin chào ông nội Việt Hương. Xin chào ông nội Việt Hương. Dạ, xin chào anh Vinh. Dạ, em tên là Nhật Minh, 23 tuổi. Hiện đang là diễn viên sân khấu kịch. Hai bạn nữ ơi, hai bạn cho anh hỏi một câu được không? Dạ được ạ. Hai em có ai thích chó không? Dạ có. Dạ không anh ơi, em thích mèo. Dạ mèo hả? Mèo mèo mèo, anh là mèo của em nè em ơi. Mèo mèo mèo, anh là mèo của em nè em ơi. Giải thích chút xíu, chắc anh chàng này bên diễn viên kịch cho nên là cũng yêu mến Việt Hương, đã xem một cái series trong đó Việt Hương đóng vai ông nội của sân khấu chị Hồng Vân, cho nên khi chào ông nội Việt Hương thì xin cảm ơn em đã theo dõi cái series của chị nha. Và em đang hoạt động cho sân khấu nào? Dạ sân khấu kịch Hồng Vân luôn ạ. Dạ bởi vậy cho nên là sân khấu của cô Hồng Vân, cho nên là biết cái vai diễn của chị ha. Dạ. Và cái series sau thì chị sẽ mời thêm anh Trương Thế Vinh, chị sẽ đặt ảnh một cái tên gì đặc biệt để cho em nhớ, tại Vinh thì đẹp trai quá, chị sợ đặt vô cái series của chị lấn lấn nước chị đi. Sao em? Dạ vậy series sau em có được vô nữa không chị? Em có lọt tròn vô không? Ủa vậy hả? Em dạ. Có đóng cái trong series đó hả? Dạ có luôn. Rồi dạ, hy vọng là lát nữa nhìn mặt em thấy quen quen ha. Dạ. Dạ rồi, mời bạn số 4. Chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Đức Trí và hiện tại mình 22 tuổi và mình đang hoạt động trong một bên nhạc với vị trí là vocalist, và sở thích của mình là chơi game, xem phim và đi du lịch khắp nơi. Quan điểm của mình trong tất cả các mối quan hệ là phải tin tưởng nhau và trân trọng nhau. Hay thường biểu diễn ở đâu bạn? Dạ tụi em thường chạy các sự kiện diễn ra trong thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Đối với chị thì đây cái giọng số 4 thì rất là tình cảm. Còn không biết Trà My với lại Ngọc Hân, hai em ấn tượng với ai nè? Trà My trước đi. Dạ em ấn tượng với anh số 4. Số 4 ha, cái giọng nói ấm áp ha. Bạn Ngọc Hân. Dạ em ấn tượng với lại anh số 3. Tại vì lanh lẹ. Dạ đó mà. Diễn viên kịch là lanh dữ lắm nha. Nói chung là báo với bố em ở chồng, hai đứa em gái ngoài đây rất xinh đẹp, dễ thương, điềm đạm. Ngọc Hân là đúng là có gương mặt mẫu ảnh nha em, rất là xinh. Còn bé ngồi kế bên chị là diễn viên thì chị nghĩ chắc chọn đúng nghề rồi. Nhìn mặt rất là thông minh và xinh gái. Bố em ở trong đó phải có nhiệm vụ làm bằng cách nào mà phải bung xỏa như là anh chàng số 3. Chứ anh chàng số 1 với anh chàng số 2 là hơi hiền nha. Bây giờ cho chị xem cái ốp lưng điện thoại coi nè. Vinh thấy sao em? Em không thấy gì luôn chị. Thấy cá tính, con trai thì nó không như gái tụi chị. Đúng mở rồi. Mở lên cái con chó mèo rồi có nhiều cái hình mà ngộ nghĩnh dễ thương đúng không? Cho em hỏi ở đây là tại sao các anh không sợ ấp lưng ạ? Có một anh để móng tay dài quá kìa. Có đàn guitar không em? Dạ, em có đàn guitar. À thì thông cảm được nha. Chứ và lý do mà anh không sợ ấp lưng là anh thích cái cảm giác khi mà cầm vào điện thoại nó lạnh lạnh tay hơn, cho nên anh không sợ ấp lưng. Thôi thì giờ bốn cái ấp lưng nó cũng bình thường quá phải không My? Vậy thì bây giờ mình coi màn hình đi, cho xem bốn cái màn hình khóa nè. Cũng đơn giản. Ê, đặc biệt có anh chàng số 1 cưng nha. Có để hình một cái con cún đi. Đây là Husky hả bạn? Đây là Alaska. Alaska của bạn hay là của ai? Alaska của em ạ. My ơi, Hân ơi, em có thấy màn hình nào đặc biệt không? Em thấy màn hình của anh số 2 với anh số 4 là không có để gì hết. Không để gì hết là đặc biệt với em? Dạ em thấy lạ. Thấy lạ sao vậy? Dạ tại bình thường là em thấy mọi người thường hay để hình của mình hoặc là để hình một cái phong cảnh gì đó. Nhưng mà anh này lại không có để. Hỏi đi, hỏi anh ơi, sao vậy đi? Em hỏi anh số 4 trước, anh ơi, tại sao anh không có để màn hình điện thoại ạ? Thì mình mở điện thoại lên thì anh sẽ vào ngay một app nào đó, cho nên anh không quan trọng cái việc mà anh để hình nền là cái gì. Nếu bắt đầu từ ngày hôm nay anh để hình Trà My hoặc Ngọc Hân lên đó, anh có đồng ý không? Vậy phải để cho anh xem mặt cả hai em trước cái đã. Trời ok, rất trời. Cẩn thận.
Không, đúng rồi, anh là anh chân thật mà. Chứ còn... Thế là em mới để hả em? Dạ đúng rồi chị ơi. Chút nữa chị gửi em tấm hình. Chút nữa chị gửi em tấm hình. Coi có để không? Vậy cái màn hình số 2, tại sao em không để cái gì vậy? Dạ, bởi vì em là con người khá đơn giản. Em xài điện thoại, em không bao giờ xài ốp lưng với cả để màn hình bây giờ. Đơn vậy bây giờ bốn cái ốp lưng là không có, bốn cái màn hình cũng là đơn giản luôn. Vậy thì bây giờ mình xem luôn phía trong được không ạ? Em thích xem ai Trà My? Anh số 1 ạ. Số 1, mời bạn số 1. Ai? 19 tháng 6 là ai? Ly cà phê và một cô gái. À, dạ, thực ra đây là một người yêu cũ mà em bây giờ vẫn còn rất là ấn tượng với bạn này. Nhưng mà thực ra thì thời gian thưa dần cũng đã quên dần nhau chị à. Quên rồi sao không xóa hình đi, kiếm người yêu mới để người yêu cũ làm chi? Dạ, tại vì đó cũng là một lý do để em đến với chương trình này ạ. Để em tìm một chút nữa em kể lại em chị Hương biết sao không, nhạc sĩ mà xóa hình đó là khó viết lắm. Xóa hình là khó viết. Bây giờ đang viết nhạc buồn. Nhiều khi nhìn cái hình vậy đó nó tuôn trào ra liền à. Đúng rồi, cái đó là không, không cảm được. Hai bạn nghĩ sao về việc mà khi mà đã chia tay rồi mà mình vẫn còn giữ hình của người yêu cũ à? Thì cha mới trả lời trước đi. Dạ, cái đó giống như kiểu là mình tôn trọng người đó, mình coi đó như là một kỷ niệm đẹp thì mình giữ thôi, chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Ví dụ đi chơi với em lâu lâu mở hình người cũ là giờ cái được không? Cái đó là không được chị, nếu mà giữ thì giữ điện thoại vậy thôi, như kiểu kỷ niệm vậy thôi. Lâu lâu ví dụ mình nhớ hay là gì thì mình mở ra mình coi thôi chứ. Nếu như mà mình cảm nhận đó là một cái kỷ niệm thì được. Còn nếu như mà lưu giữ với một cái vị trí khá quan trọng và cứ xem hoài là không được. Dạ đúng rồi, dạ. Ok, hiểu rồi. Rồi còn Ngọc Hân? Theo em thì em không có thích bạn trai em để hình người yêu cũ trong điện thoại. Tại vì em cảm thấy em không có được tôn trọng. Ngọc Hân này giống tôi, em là dẹp, có yêu cũ gì trơn á. Và lý do tại sao em lại hỏi câu này chắc là phải có lý do. Thực ra thì em thấy cái việc mà để hình người yêu trên điện thoại cũ, trên điện thoại thì em thấy cái vấn đề đối với em thì rất là bình thường. Em muốn tìm một bạn nữ có thể thay em xóa những cái bức hình này ạ. Chân thật. Đưa tôi là tôi xóa sạch. Em muốn hỏi là hai bạn nữ, hai bạn có thích chó không ạ? Dạ, em thích chó. Mà có thích nuôi không hay thích chơi thôi? Dạ có. Chà My thích nuôi loại chó nào ạ? Chó Alaska. Thì trong tương lai mình tính là mình sẽ nhận một bé về nuôi, nhưng mà mình cũng không có thời gian nhiều để nuôi á. Thì không biết là bạn có thể giúp mình nuôi không? À, nếu mà được thì mình có thể nuôi giùm. Rồi lướt một cái hình nào. Ủa trên cùng là em á hả? Dạ trên cùng là một người anh của em. Hôm qua em có làm một show với anh này. Thì anh này là một trong những guitar rất là quen thuộc với em ạ. Rồi cho hình khác. Chà hình người yêu cũ có bộ nhiều ha. Dạ. Quy một tập luôn. Em cũng có nuôi một bé mèo. Nhưng mà bé mèo thì em lại tặng lại cho một người chị rồi ạ. Em bớt nuôi đồ lại xong rồi tặng gửi lại em ơi. Rồi có hình nào mà em cảm thấy muốn chia sẻ với mọi người không? Ví dụ như hình đi chơi, hình bạn bè. Dạ, một trong những cái hình mà em rất thích là một cái tấm như thế này. Thì em đã viết xong một bài nhạc và em cảm thấy rất hứng thú với bài nhạc này. Và được bên nhạc của em hỗ trợ để làm xong một cái bản phối rất là hay. Em bài có thể zoom lên cho anh coi một trang được không? Dạ, chị em không được đẹp cho lắm anh nha. Không sao, đúng rồi. Dạ, nhìn nét chữ là thấy con người nha. Nét chữ xấu là người không đẹp hả? Không phải là đẹp không đẹp mà ví dụ như là người từ tốn hay là nhanh nhẩu hay gì đó. Chị lát chị phải viết cho em bức thư mới được. Chữ chị xấu dữ lắm, thiệt luôn.